ôm. Ôm cái thêm cũng đúng, tại vì rõ ràng tình yêu nó mô hình dạng trạng mà. Đó. Rồi mình ôm lên đây nha, mày đánh giả cho tôi, giả cho đầu mày lên. Mày đánh sát vô, đúng rồi, móc cái đầu vô. Lên miếng, móc cái đầu vô, ngoáy cái đầu vô. Ngoáy cái đầu vô rồi, đánh ra. Nó dòm đứng dần lại, dòm chiến cho hồng cái. Chứ không phải là cua là cua, đường cũng phải cua ba mày. Móc đi, lên lề tao chịu, đừng có dè. Móc, móc, thẳng luôn, đúng rồi. Lên lề tao chịu chứ. Mày móc bộ gia đình mày gặp tanh tai hay gì mà mày không móc? Nó lên lề, mày thấy không có lên lề không? Mày lái xe là mày phải biết canh, mày hiểu không? Lái xe là trái tim khối óc và bản thân của mày, cái cõi đầu của mày cũng phải đều suy nghĩ về nó chứ, phải tập trung độ má toàn bộ cơ thể. Lỗ đít mày cũng phải tập trung nữa, mày hiểu không? Mày tập trung vô co cơ đít lại, gồng cơ đít lên mà đạp ga, đạp số, đạp thắng. Trời ơi, tao nói rồi. Chạy đạp cái lừa len về công an nó phạt mày cấm đầu, rồi mày về mày lên mạng mày chửi công an này công an kia, mày chạy sai đường đó. Giờ tao đang chửi mày mở kiến ra cho người ta nhìn vô, người ta kêu tao ác hay gì. Đúng rồi đó, giờ tao chửi mày kia đâu ai biết đâu, gia đình hạnh phúc không, thấy chiếc xe hạnh phúc không. Đừng có đạp làng, đạp làng, đạp làng đi rồi công an nó phạt cho, rồi về lên mạng chửi công an này công an nọ. Mấy anh công an anh dễ thương lắm, mày đi sai mày bị phạt là đúng rồi. Rồi ai mượn mày đút lót nên chi cho nó lấy, tao đút lót tao cũng lấy nữa, mày đút ít tao cũng lấy nữa. Bữa giờ vậy lái xe này cũng thấy chưa đưa tiền luôn á. Bộ nói gì mày vui nó mày cười. Mày ôm cho tao nha, mày đánh giặc khi tao giả chạc mỏ mày liền. Ôm vô. Mày ôm cho này mày chết hay vậy? Đó, rồi mày thẳng chiếc xe, nhìn kiến chiếu hậu. Coi có con lồn nào lên không? Không, đó, lồn mày bóp kèn. Kèn mày để ra đang trang trí hay gì? Bóp đi. Đúng rồi. Trời ơi, đĩ đủ má. Nó quay đầu xe luôn kìa, trời ơi, nó chơi lầy chưa? Đó, súc vật nè. Rồi mày đứng chờ, đứng thẳng lấy thẳng chiếc xe vô, lấy thẳng chiếc xe vô, mày không biết thẳng lái là gì hay gì? Nhìn vô, quan sát vô, coi người ta chạy kìa, coi người ta qua đường kìa. Má đi Nguyễn Văn Linh mày qua lộn xộn container, nó tán một cái má lên bàn thờ hưởng nhang liền luôn á. Vậy không được có nhiêu đồng hết trơn mà ngồi trên xe mày á, thiệt á, tao nói mày á thiệt, nó ngồi thoát luôn á, trứng cút đánh lô tô luôn. Rồi đỏ chưa mà mày đi vậy? Rồi sao ông nội này ông đi dục đèn đỏ vậy trời? Già chết là mo. Bươn lên xíu. Bóp cái kèn vô cho nó biết là mình đang ở đằng sau. Tao kêu mày ôm cho cố vô một hồi là lát cái xe nha. Vậy lái xe không vừa không có tiền vừa mệt người mà hả? Còn á là cho mượn xe rồi nó đi nó tông trúng người ta rồi đền thấy mày á nữa. Trời đất ơi là trời á. Rồi chưa kể nó quẹt rồi nó va nữa. Ớn ốc luôn á. Giờ còn 5 giây sao mày không chạy đi rồi mày đứng mày rề rề chứ cho đứng đèn đỏ. Trời cậu điểm. Má. Ủa 5 giây sao mày không vượt qua, cộng với 3 giây là 8 giây là mày đi tới nơi rồi, mày ráng mày rề cho tới đây nó có 1 giây luôn. Sao vậy? Camera vậy anh. Ủa mày đâu có vượt đèn đỏ đâu mà camera, tao đâu có xuống vượt đèn đỏ. Cãi nữa à, đồ má nói cái gì cũng cãi hết trơn. Lái xe mà thầy ngồi đó dạy nó mà nó ngồi nó cứ cãi, nói một câu nó cãi một câu, nói một câu nó cãi một câu. Bộ mày không cãi tao nhà mày bị tâm tai hay gì? Đang tâm tai. Đang tâm tai nói cái quần què gì nói cũng không lợi mày hết trơn á. Thiệt á. Nói cái gì nó cũng cãi. Ủa mỗi lần mày qua đường là mày phải hạ kiến xuống mày nhìn vậy đó. Mày cứ chạy lại lại đi, mày không cần phải nhìn đằng sau, mày không đánh xi nhan mày lại vô. Cứ khoảng chừng 2 giây mày nhích 20 cm, 2 giây nhích 20 cm là tụi nó tự động nó lạng ra. Mày không cần kiến chiếu hậu luôn. Mày
chạy nó có đó đó cũng lửa à, cũng nữa à. Rồi dứt vô, vô trong bãi đậu đàng hoàng tao à, ve 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 tán chúng xe nó khổ chết à. Từ tao xuống rồi mày chạy lên đó là bắt tao đi bộ xuống hay vậy? Con này đủ má thiệt á, tao bình thường mà sao học trò tao toàn âm binh chứng khí không mà.